Rồi ngày hôm nay có ai đặt câu hỏi cho chú không? Dạ có chú, có câu hỏi là con đã đăng ký học lớp 3 sắp tới, con rất háo hức nhưng mà cũng hồi hộp. Chú có thể cho con hỏi là con cần chuẩn bị gì trước khi học lớp 3 không ạ? Anh chị chuẩn bị cho mình không phải là từ bây giờ cho tới lớp 3 mà đã chuẩn bị từ lớp 1 rồi. Là trạng thái của tình thương yêu khi anh chị em bắt đầu giao tiếp với những người xung quanh và anh chị em thực hiện bằng những hành vi thân thiện, hài hòa và nếu giúp đỡ được thì giúp. Đó là cái hành trang một sự chuẩn bị tốt nhất để anh chị em bước vào cái lớp 3 để kết nối với cái phần năng lượng vi diệu hơn. Chỉ vậy thôi. Chuẩn bị những điều đó đó. Làm sao cho mình không còn buồn, không còn giận, không còn tức vô cớ nữa. Và nếu có chuyện gì xảy ra, mình cũng lấy cái tình thương yêu để mình tạo cái mối thân thiện trở lại. Bỏ đi những cái tranh chấp, bỏ đi những cái sự mà ăn thua rồi đủ điều đó. Mình bỏ đi hết đi. Dành cái này trúng cho mình, cái kia trúng cho mình. Rồi cứ cãi vã nhau hoài. Không nên đâu, bỏ hết đi, cho nó nhẹ nhàng, cho nó hạnh phúc. Khi mình chứa đựng những cái u buồn đó, rồi mình muốn tìm cách đối phó với cái này, đối phó với người kia, mình sẽ bị tổn thương nhiều lắm. Thành ra cái hành trang và anh chị em chuẩn bị đi đón tiếp những cái tầng năng lượng cao hơn, hữu hiệu hơn là cái sự thể hiện yêu thương của mình đến với những người xung quanh của mình đó. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Rồi, tiếp theo. À, có chị Bích Nguyễn ở bên YouTube hỏi là mai mốt hết mùa dịch rồi, chúng con có cần được nhận năng lượng của chú mỗi ngày nữa không? Khỏe quá rồi còn nhận chi nữa. Bây giờ là cái lúc mà gọi là thập tự nhất sanh. Thành ra chú cố gắng chú sử dụng hết tất cả những khả năng chú có để chú hỗ trợ cho anh chị em. Mà mong rằng cái mùa dịch này nó đi qua nhanh. Để rồi tất cả mọi người có cuộc sống bình thường trở lại, lúc đó mình lo mình phát triển kinh tế, ai cũng có sức khỏe hết rồi, rồi sẽ học lớp lớp 3, lớp 4 rồi còn học lớp 5 nữa. Đâu cần chú nữa đâu. Đúng không? Rồi tiếp theo. À, có anh Nguyễn Sơn hỏi là học lớp 2 rồi có cần ôn lại lớp 1 không? Thì cái này Được. Anh chị về em con. học lớp 2, lớp 3, lớp 4. Anh chị em trở lại anh chị em dự thính lớp 1 được hết để anh chị em viết thêm những cái những gì sinh hoạt của trong cái lớp học đó, rồi anh chị em lấy kinh nghiệm đó, rồi anh chị em quan sát coi mình cần phải phải thay đổi gì nữa và mình làm sao để mình đạt được cái hiệu quả cao hơn được, không có gì hết. Nhưng mà cái phần năng lượng mà cái chú cái thoạt á thì đừng có lấy mình thi vô, mình dự thính, mình nghe thôi là được, nó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà cái đường zoom nó nhiều quá thì anh chị em làm ơn cứ vô để người khác vô nha. Rồi nếu mà học trên Facebook á, live stream thì cái số lượng nhiều thì anh chị em vô nghe được, còn nếu mà học không có đường link mà giới hạn thì nhường cho người khác. Rồi tiếp theo thì Trang. Dạ, có câu hỏi là chào chú Phúc, có thể dùng tình thương của mình sau khi học NLG này để hướng đến người nghiện ma túy hoặc người làm việc chưa học đạo đức để họ trở về lương thiện được không ạ? Anh chị em muốn hỗ trợ giúp cho con em mình bị nghiện ngập đó, thì anh chị em học lớp 3 đủ năng lượng để chúng ta giúp cho hỗ trợ cho những người nghiện ngập không còn nghiện nữa, mà có gặp đi những cái thứ đó thì cũng không hút nữa. Đó là một số những anh chị em khác mà bây giờ là hút thuốc bình thường đó, nghiện thuốc đó, còn nghiện ma túy những cái đó thì sẽ không còn nữa. Và chú tin chắc là mai mốt là không ai dám trồng ma túy nữa hết. Trồng ma túy mà muốn buôn bán cho người ta mất phước đức lắm. Lấy kêu mà lấy lợi nhuận một á, mà tổn thương tới 9 lần. Thì tất cả mọi người không có ai mà dại dột đi làm những cái điều tổn thương người khác đâu.
không có ai dám trồng ma túy nữa, mà nếu có trồng ma túy thì sử dụng trong lĩnh vực của y học thôi chứ không bao giờ đem dám phát tán nữa hết. Những cái việc làm mà chúng ta bị làm gây tổn thương người khác là mình phải chịu trách nhiệm hết, với bất cứ hình thức nào là phải chịu trách nhiệm hết. Vì vậy người ta sẽ không làm nữa đâu, không ai dám làm nữa. Ráng ngày lớp 3 này chú sẽ trình bày đầy đủ những cái những thông tin của cụ Trạng Trình để cho mọi người hiểu, mọi người biết. Là lúc đó là sẽ không dám nữa. Không dám đầu tư theo kiểu đó nữa. Đầu tư cái đó mình thấy mình lời 10 lại 100 phải không? Nhưng mà mình trả lại tới 1.000 nữa. Thì dám làm nữa không? Người nào gan thì làm đi. Chú tôi thấy là không có người nào mà khờ với mức độ đó đâu. Rồi tiếp theo. Hiền hỏi là em dâu con chuẩn bị sanh, bây giờ con hỗ trợ cho em dâu con được sinh mẹ tròn con vuông không bị đau được không ạ? Chắc chắn là được rồi. Chắc chắn là được rồi. Lớp mấy rồi? Cái này nhắn con không biết nữa, ở trên YouTube là chắc lớp 1, lớp 2 thôi chứ. Chắc lớp Lớp 2 1 cũng hỗ trợ được rồi. Lớp 2 cũng được rồi. Càng lớp càng cao thì càng hiệu quả nhiều. dùng công thức chữa lành đúng không chú ha? Đúng rồi, công thức chữa lành đó. Dạ Công thức chữa chị lành. ạ. Chị Hiền dùng công thức chữa lành hỗ À, trợ mà cho em nghe. chú nói là những anh chị em trên cái đường mà gym này đó, trong cái livestream này đó mà có người sắp sanh đó, gọi cho chú biết đi, gọi cho ban tổ chức đi, chú sẽ cho một công thức để có một cái đứa bé thông minh. Nhưng mà điều kiện là phải học lớp 2 trở lên, lớp 1 chưa được. Nếu mà cha mẹ mà học lớp 2 trở lên thì cho ban tổ chức biết để chú gửi một công thức để giúp cho tạo nên một cái lực hấp dẫn để một cái trình độ thông minh đến với con em chúng mình. Lớp 2 trở lên thì được, chú sẽ giúp cái phần này. Vậy nghĩ là người người sắp sanh là phải học đến lớp 2 đúng không chú à? Đúng rồi, cái người mà À sắp sanh dạ chứ chứ mà tối thiểu là phải lớp 2. dạ nghĩa là người sắp sanh á, người mang thai học đến Người lớp đang 2 mang thai, không được. mang thai Dạ đó. rồi. Chị Thủy Hoàng câu hỏi cuối nha chú, tại vì chút nữa mình có chương trình cho nên chị Thủy Ok. Hoàng hỏi là dạ mẹ mình bị bệnh teo não chưa tham gia lớp nào, có thể nhận năng lượng khi chú Phúc truyền vào khung giờ 9 giờ sáng và 21 giờ được không? Đây, chú trả lời nha. Nếu mà người thân của mình đó, mà còn một chút tỉnh táo đó, thì giải thích một chút xíu cho hiểu, rồi lấy năng lượng từ khung giờ 9 giờ sáng, 9 giờ tối là tốt. Cái đáp án thứ nhất. Cái đáp thứ hai nữa, anh chị em là những người đã học lên ít nhất là phải lớp 2, thì dùng cái năng lượng của mình giúp cho những người thân của mình bị vấn đề trở ngại về não bộ, hệ thần kinh, thì trong cái lớp 2 sẽ có công thức để hỗ trợ cho vấn đề đó và được cái hiệu quả rất là cao. Có hai cách nha, cái người bị hệ thần kinh đó hoàn toàn không còn ý thức nữa hay là mơ mơ màng màng đó, thì cái người con hay người trong gia đình đó hỗ trợ chữa lành trực tiếp thì hiệu quả cao nhất. Còn nếu trường hợp mà còn nhận thức được, còn ý thức được, thì anh chị em giải thích cho cái người thân của mình hiểu về cái kỹ thuật của NLC, và cái người đó đón nhận cái khung giờ mà chú truyền năng lượng là 9 giờ sáng, 9 giờ tối đó, thì cái hiệu quả rất là tốt. Rồi, bây giờ chúng ta chắc chắn là cũng là hết hết giờ rồi phải không? Dạ đúng rồi chú, còn 2 phút để con chào. Thôi bây giờ chú còn phải lớp học nữa. Mà cái lớp học này nếu anh chị em nó còn còn vô được với nhau là một cái việc hên cho anh chị em đó. Anh chị em nếu mà còn vào được đây là anh chị em có thể có cơ hội anh chị em vào trong cái lớp 3 kỳ này. Còn nếu mà anh chị em mà không có cơ hội nữa là cái tháng 9 này là kể như đóng sổ rồi. Và tháng 10 thì chú không có chương trình. Không có chương trình lớp 3. Tháng 9, tháng 10 không có chương trình của lớp 3. Và đây là cái cơ hội chót của anh chị em. Nếu anh chị em mà vào trong cái lớp học sau 15 phút nữa đó, là anh chị em nó còn có duyên để học được lớp 2 và sẽ học được lớp 3 trong cuối tháng này. Bây giờ chú chào tạm biệt tất cả anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em trong chương trình kế tiếp. Bye bye. Bye bye Thùy Trang. Bye bye tất cả các bạn nha. Dạ, chào tạm biệt chú.